Vâng. Ốm đau nào chị gái? Ốm đau nào? Hả? Đau đầu chóng mặt. Đau đầu chóng mặt á? Gì nữa? Áp huyết cao. Áp huyết cao à? Thế chị vừa lấy thuốc ở đâu? Không chạm xin thuốc hay mua? Còn Thành vào cầm thuốc cho nào. Hai chị vào đây. Chị vào cầm vào đây. Mang thuốc cho nào. Thành ở đây. Cho mẹ mày đấy. Xin chào các bác nha. Hoàng Hiền đang ở nhà chị gái. Hoàng Hiền vừa đến làm về. Hôm nay thì nhận được quà của chị Hương ở Hà Nội gửi cho chị gái 500.000. Chị dặn là đong của chị gái là một yến gạo. Còn tiền thì sau này để mua gạo, mua cám cho chị gái. Không trao tiền mặt cho chị gái. Chị này chị không biết tính toán, không biết tiêu tiền, bịp hết. Về đường thì thấy chị này, chị điện từ trưa cho Hoàng Hiền ốm, đau đầu chóng mặt. Đâu? Đưa đây nào. Vừa lấy à? Vừa lấy bà. Đưa cái kia xem nào. Ở trạm á? Ở trạm. Thằng Thành có đi không? Hay là mình chị đi? Mình chị đi không? Thành chị gái trong nhà. Ừ. Thế uống cái nào? Sáng một viên, chiều một viên, tối uống làm ba. Hả? Sáng một viên này, chiều một viên. Ai dặn gì thế? Ở đấy chạy. Bà có bị làm sao không? Sáng một viên. Tai có bị lác không? Sáng một viên à? Đây nó ghi đây. Đây là một viên à? Tai chị có bị lác không? Chị đưa cái mấy cái vỉ thế nào? Người ta nghe, người ta dặn mà chị không nhớ là bao nhiêu viên để mà uống à? Đưa cái còn lại nào. Đưa cái kia đây. Tất cả để nó sáng 2 viên, chiều 2 viên. Một viên lúc nào? Nghe thấy về thì uống thì khỏi nó được. Thế là bị làm sao? Chóng mặt, đau đầu, áp huyết. Chóng mặt, đau đầu, áp huyết. Huyết cao. Hả? Nó đau ai? Bao nhiêu huyết nào bao nhiêu? Áp huyết thấp. Vừa cao lại thấp. Không, lúc xuống là nó đo xong là nó hạ rồi. Nó đo lúc xuống là nó đo cao. Thôi tóm lại là chị em chả biết này. Chị cứ đi thoa thuyền chả hiểu cái gì. Người ta nói một đằng nhưng mà nhớ một nẹo. Bé ái của áo ở nói em nào. Quay đây em nào. Thế dạo này thế biểu là người nhức như nào? Thấy trong người thế nào? Trong người không có gì cả, chỉ có ngạt mũi với lại khó chịu với đau đầu chóng mặt. Ngạt mũi? Chảy nước mũi à? Chảy nước mũi à? Đau đầu chóng mặt. Có buồn nôn không? Không. Tưởng buồn nôn nữa thì thôi. Bó tay chấm com. Ốm như nào? Đứng vào đây nào. Như nào? Bao giờ? Nay đỡ chưa? Thành ốm mấy hôm à? Thành ốm mà hai mất hai hôm. Hôm qua vẫn khỏe như văm văm như ngày đã ấy rồi. Thế sáng ngày làm gì? Sáng bắt ốc à? Bắt ốc về thì bắt đầu chóng mặt quá. Bắt ốc về chóng mặt quá. Bắt từ mấy giờ? Sáng 7 giờ đi. 7 giờ sáng đi bắt. 11 giờ về. Cần 11 giờ mới về. Bắt được bao nhiêu cân? Bắt được 10 cân. Bán chưa? Chưa. Vẫn để trong bếp à? Bao giờ bán? Mai. Thế này ốm mà đi chợ làm sao được? Đi bắt đi, có hàng rồi phải đi. Vẫn đạp đi lên võ ngựa bán. Cách chục cây. Gửi hoặc là bán 2 cân buôn thôi. Đi bắt ốc ở sông. Chóng mặt ngất rồi, có ngất không?
Chưa ngất gì? Ừ. Chuẩn bị ngất. Lên cổ. Nam phải giữ gìn sức khỏe. Chị này chị cố. Gà này thả nó phải be cái lưới vào cái chỗ rau, nó rỉa nát cái rau nhá. Ngô này xem cái cây nào nó ấy mà đắp cái đất nó lên. Cây chưa chắc mấy thả gà ra sợ nó rỉa nát hết rau. À nát cái ngô. Đấy mấy cái cây đấy. Đừng có nhổ cái nó. Cái nào gãy đấy thôi. Còn cái nào nó nghiêng thì để lấy đất ấy nó vào. Cái đấy chắc người chứ gà gì mà nhắm gãy vào cái đấy. Gà đẹp. Rất đẹp các bác ạ. Chăn nó tốt vào. Thành quả mà bán. Đây này cây này Thành này cũng nhổ đi này. Bao nhiêu dặn bao nhiêu ngày này. Đấy. Nhổ tận gốc. Vứt nó lên. Đây. Cây dại vứt đi. Cái giếng nào chị gà gái đấy thì đậy vào nhá. Con được gà nó nhảy đấy là rơi xuống giếng là chết đấy. Mấy rau lợn à? Rau lợn à? Tiền lấu một xoang rồi. Chăn chưa? Chưa, tí nữa chăn. Chị gái là điện cho Hoàng Hiền lúc sáng nhưng Hoàng Hiền đang dậy không nghe được. Đó. Nó sau lúc này em điện nên em không nghe là em đang bận dậy rồi. Nên đừng có gọi nữa. Đó chưa? Người ta gọi một cuộc không nghe là biết ý rồi. Dã 17, 17, 18 cuộc dã liên tục. Nếu mà phải chặn số rồi mới là mới thôi được. Nguy tắc ở trong giờ không được nghe điện thoại, không ai dám nghe. Đây này nhổ đây này đầy đây. Nhổ sạch đi để nó kia cả cái cây kia nó lên không phát cái cây dại cái đi kìa. Cầm liềm đây Thành. Chạy ra cổng cầm liềm đây. Bứt mấy cây đi. À, đẹp quá các bạn ạ. Béo ghê ấy. Béo ui chạy. Ui ui. Đố bà gái biết con này gà mái gà trống. Gà mái. Ừ. Được. Trống là màu đỏ ứng. Con này đấy là gà trống này. Ừ. Đây là những cái cây ngô này có phân ra bón vào gốc nó đi. Phân gà, phân bò đầy đây. Nó tốt, hiểu chưa? Thất cái đất ở rỗng lên. Lên được. Thằng Thành phải nhanh nhẹn lên xem nào. Làm nó phải nhanh lên. Nù đà đù con gà dù làm gì? Vào nhổ đi. Chú vẫn nhìn thấy đấy này. Cả cái cây đào này nhổ đi. Rất mạnh ạ. Chú ấy mang cho bò à? Mày băm nấu để cứ để làm đấy á. Đây này. Cây dại kìa, cắt đi kìa. Khoai này chưa có củ đâu nhỉ?
sau nó vẫn có nhưng bây giờ nó chưa có. Chỗ này toàn ốc nó vẫn lên ác các bác. Chị gái này là nghề này, bắt ốc này này, bao nhiêu năm là ốc yếc này, bắt đầu cứ thả ở đây. Giờ còn sốt không? Chị không sốt nhưng mà xuống lên lúc đấy bắt đầu ta bảo là nóng. Nóng không sốt. Thành mày rứt cái gì đây? Mấy tôi nhổ cái cây khoai lang rau lên làm gì, thằng này bị làm sao đấy? Hả? Ra đây, ra đây. Có ai bảo con nhổ cái rau củ không? Hả? Thế con này nhổ bung cái rễ này thì lấy gì mà nó lên nữa? Đây này, cây dại đầy thì không nhổ, nhổ cái đấy làm gì? Cây dại đầy đây, nhìn thấy không? Đây, ngay tay đây, tận gốc, ngay cạnh cái chỗ rau củ con nhổ có một cây nữa kìa. Mình cũng nhổ, mình nhổ cái rau củ cái bung rễ này cái thằng này. Mày đúng rồi. Thôi cắt thế thôi. Ăn hết mai cắt luôn. Ngay gần nhà làm sao phải cắt nhiều làm gì. Đấy, nếu mà cái gà mà nó rỉa ngô mà nó đổ thì thôi đừng đừng có thả nữa. Để nó ngô nó chắc đã. Nhá. Nó cũng đang rỉa, cũng tước lá cũng ác phết đấy các bác. Bé bé đây cũng tước này, gãy ngô này. Cây nó vẫn non. Có khả năng mai lại be vào. Cho ăn trong chuồng thôi. Xong rồi kiếm đi cắt cỏ thứ thả vào cho nó rỉa, hiểu chưa? Hôm nào nó cây nó chắc thì thả ra, không thì nó lại rỉa đây. Em nhìn cảm giác là đây này. Cây non non nó siêu vẹo hết đây. Đây này, thấy không? Đấy. Đây mấy cây nó rỉa lá này nó không ở tốt được. Hiểu chưa? Đó là lợn nào. Hết lợn ốm đến người ốm. Mang cái chậu ấy, có chậu chưa? Chậu kia có chưa? Chậu lấy ra. Thế cái chậu chăn nó bình thường đâu? Chậu chăn. Đấy, cho nó đầu như này đi. Đấy, bẩn. Đấy. Đặt nằm xuống. Quen luôn, cứ chuồng bẩn nó quen luôn. Đấy, này đeo cái ủng nó tiến bộ đấy. Hai con này sau lại được xếp vào lợn sạch. Thuộc bằng mấy rồi anh? Thôi bằng 7 chưa? Được. Đọc chú xem nào. 14. Ba. Bao nhiêu?
Này quên à? Ừ. Quên thì học lại nhá. Ừ. Bảng 6 còn nhớ không đấy? Đọc thế nào? Ba. 30 ạ. Tốt. À được. Đọc mà nhẩm đi nhẩm lại liên tục hiểu chưa? Ừ, mình nhớ được. Qua mùng 7 à? Thuộc còn lại quên à? À. Rồi đấy. Em bảo nhá. À, có chị Hương ở Hà Nội. Chị lên thăm chị rồi đấy. Gửi quà nhiều lần rồi đấy. Chị có giúp cho chị là 500 nghìn. Đấy, nhờ là em đưa chị đi là mua một yến gạo cho chị. Đấy. Rồi, hết thì đóng tiếp. Nhá. Còn tiền là chị nhờ giữ hộ, lúc nào là chị mua cái gì thì lại mua. Mua gạo, mua cám. Nhá. Ở gần đây có nhà bán gạo không? Một là ra chợ 22 là lên chỗ Long Sơn nhỉ? Tận đấy cơ à? Ừ. Ừ. Hơi xa ấy nhỉ? Có cái đâu ăn? Con em cảm ơn chị Hương ở Hà Nội đã giúp đỡ cho mẹ con thì em 500 nghìn tiền mua gạo. Em chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, ra gia đình an khang thịnh vượng. Con cảm ơn bác Hương. Cảm ơn chú Hoàng Hiền. Ở Hà Nội đã gửi mẹ con nhà con 500 nghìn để đăng gạo. Con chúc bác cả gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc ạ. Con cảm ơn chú Hoàng Hiền ạ. Ừ. Ok. Thanh ở nhà nhá. Đây ra ngay quán ngoài này chắc họ bán ấy, để mua. Vâng. Nhà trong nhà, có chưa? Vâng. Ừ. Chậu ăn xong rồi mang chậu vào nhá. Vâng. Chạy nó ăn. Nhanh tối. Nước này tưới thì tưới đều, tưới cho có chỗ có chỗ không này. Tưới đều ra. Vòi đầy, giải dòng vòi cái cho nó lên kìa. Ẩm nó lên hiểu chưa? Đây là nước cứ cho nó ra này đi. Phân đắp ra. Cây 3 4 cây dày này tỉa đi. Để 1 2 cây thôi hiểu không? Ừ. Lên được chứ. Đâu mà nữa này, đây này. Cây quả hoa đầy đây. Chăm mạnh lên đây này. Hiểu chưa? Ừ. Đó. Cái cỏ kia kìa. Về để trong cái chỗ hành lang nhà bên. Để nó héo hết, nó ăn cái gì, nó khô nó ăn cái gì. Được chưa? Để nó chỉ cần nó không có ẩm, nó không bị hôi là được. Phơi nắng này nó quắt hết. Ra quán mà chị gái hay mua cám. Bác này bác ấy bán cả cám cả gạo. Đầy đủ. Được rồi, xe đấy. Rồi, sang đây. Gọi chị em có nhà. Báo cho em yến gạo. Ờ, à, bà gái ăn gạo gì? Anh có gạo gì? Thích ăn gạo dẻo á? À, thế anh lấy cho chị gạo dẻo. À, một yến. Vâng. Đứng ở đây là đứng đấy làm gì?
cám gà là hay mua ở đây này, cám lợn này, heo lái này, heo con này, 551. Cái gạo chị đang ăn là gạo gì? Gạo lần trước á? Lần trước nó ăn gạo 225 đấy. Thế bây giờ thích ăn gạo dẻo? Ăn gạo không khó ăn lắm. Gạo dẻo dễ ăn hơn à? Gạo dẻo giống xôi đấy nhỉ? Gì không ai. Bao tiền anh? 170. Anh cho tròn 200 đi. Cho em tròn 200. Thơm nhỉ? Gạo này đứng đây ngửi chưa nấu mà ngửi mùi thơm à? Vâng. Gì không? Này mà nấu lên cho thơm ngát có gà. 200.000 anh. Lấy 200.000 giả. Thế là còn 300 nữa nhá. Được chưa? Mấy tờ? Hai tờ là bao tiền? Hai tờ là 200. Ok. Anh em là tiền này. Vâng. Ngay gần cổng ủy ban xã nhá, bác nào mua hàng ở đây ủng hộ. Rất nhiều gạo cám. Mai chun không? Buộc chắc là nó buộc chắc là nó để nó cân rồi. Em về đây. Vâng, cảm ơn anh. Buộc co cái như chắc. Vâng. Nồi căng vào. Được rồi. Diễn viên mới thay đồng xe mới à? Mới. Bao tiền? 60.000. 60.000 đồng xe á? Nhưng mà đi đặt này giữ gìn lại đổ liên tục thì lại vỡ nát. Em về nhá. Đi đường xã cho gần, rẽ luôn ngõ đường xã cho có xe. Hai trăm nghìn ăn được bao đâu? Tháng à? Sắp tới là có 3 bãi lúa để ăn thoải mái rồi. Chăn bò bê thoải mái, gà. Vừa rồi là chị gái này chị có nhiều. Nếu mà để mà thóc lúa ăn chăn thoải mái rồi, vừa rồi chị ốm chị bán đi chứ, đúng không? Bán nó mới hết rồi chứ. Rồi nhá, làm nghỉ ngơi nhá. Giữ gì sức khỏe, em về em không vào đâu. Cỏ tốt chưa này? Cỏ này có nước, chân bò hả? Rồi Hoàng Hiện kết thúc cái video của mình ở đây nhá. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Đi gọn vào đường nhá, về nhá.